Trong Conan thì khi nhắc đến Shinichi về khía cạnh tình cảm, thì không thể nhắc đến người con gái thanh mai trúc mã của ta là Gian. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về Gian nhé. Vậy Gian thì chúng ta sẽ tìm hiểu về gì? Đương nhiên là không phải về gia thế hay xuất thân rồi, vì cái đó nhiều kênh làm rồi. Với lại ai xem Conan cũng biết rồi. Hôm nay mình sẽ nói về cái tóc của cô nàng này. Sao tác giả lại Gian, một cô gái xinh đẹp lại có cái sừng như vậy? Trong Conan, có hai nhân vật được yêu thích nhiều nhất. Đầu tiên, chẳng ai khác ngoài Conan, còn người còn lại chính là Gian Mori. Con gái của ngài thám tử ngủ gật vừa xinh đẹp, hiền lành lại không kém phần cá tính rất được lòng giới trẻ. Chỉ có duy nhất một điều mà tất cả tò mò về cô nàng là kiểu tóc. Nhiều độc giả còn gọi đùa Gian bị mọc sừng trên đầu. Tạo hình kỳ lạ này đến nay vẫn chưa có giải đáp cụ thể nào. Nếu là fan trung thành của Conan, có lẽ sẽ biết rõ rằng ngay từ những tập đầu tiên, Gian không hề có sừng như vậy. Họa sĩ Ao Yamago so vẽ cô nàng với vẻ ngoài bình thường hơn nhiều. Mái tóc của Gian hơi uốn cong và bồng bềnh. Hình mẫu để Goso xây dựng thành Gian Mori chính là nữ idol Shizuka Kudo. Cô là một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng những năm 90 ở Nhật Bản. Mái tóc của Shizuka Kudo dài tự nhiên, được uốn cong bồng bềnh phía mái. Thời điểm đó, kiểu tóc này rất thịnh hành, được giới trẻ Nhật Bản yêu thích. Thế nhưng, theo thời gian thì nét vẽ của Goso ngày càng phóng khoáng, mạnh mẽ hơn. Đến nỗi mà tóc mái của Gian nổi hẳn lên như cục u. Sau này, khi Conan được chuyển thể thành phim, các nhà sản xuất vì hiểu sai ý nên đã biến nó thành cái sừng, rõ to. Mặc dù vậy, mái tóc này vẫn chính là điểm nhấn đặc trưng cho nhân vật Gian Mori. Đến hiện tại, Goso cũng không muốn thay đổi điều đó nữa. Các độc giả của Conan cũng đã quá quen thuộc với kiểu tóc có 102 này mất rồi. Nếu bỏ chỏm tóc đấy đi thì Gian đã chẳng còn là Gian nữa. Vậy là mình cùng các bạn đã tìm hiểu về bí mật của mái tóc Gian rồi. Các bạn thấy sao về mái tóc này, có nên thay hay là cứ để như cũ sẽ tốt hơn thì hãy để lại bình luận nhé. Video mình đã hết, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ like và đăng ký ủng hộ mình đấy.